Hello, xin chào. Chúng ta lại đến với chuyên mục Recommend xoắn não 14. Lâu quá rồi không có Recommend. Nay gom lại quá trời quá đất luôn. Chắc được mấy số á. Bắt đầu. Số 1, Nguyễn Văn Trung cố rặn lên mà cười. Cười không rặn thì làm sao ra tiếng? Không ra tiếng tức là cười mỉm chi? Cười mỉm chi thì làm sao khoái chí? Muốn khoái chí thì phải có tiếng cười. Vậy đó, tiếng cười phải như vậy mới khoái đó. Cười càng phải ra tiếng nó mới khoái, hiểu không? Cười mỉm chi là cười ức chế. Tiếp. Rô hình, ngựa quá. Nếu không ngựa, không phải là con gái. Ngay cả thời nay, con trai cũng ngựa nhiều. Bạn là cái giống gì mà lại không biết ngựa? Ngựa dễ thương, còn hơn lũ vô cảm. Cha đạp người què, chắc tự hào lắm sao? Ngựa. Ngựa. Tiếp. Nguyễn Nhiên, làm YouTube hay làm công công vậy, vô duyên, nói như diễn, không có ai mà like. Làm YouTube không phải để kiếm like, tôi chỉ kiếm cái comment thôi nha. Like nó không giúp ích gì cho kênh cả, một cái comment đáng giá hơn nhiều. Cảm ơn bạn đã giúp kênh tăng giá. Dù chỉ là cái comment bẩn mà thôi. Trúng kế rồi đó con. Bà không có thích like, bà chỉ thích comment thôi. Mà con comment là con trúng kế bà rồi đó, hiểu chưa? Tiếp. Nguyễn Bình Yên. Tên Nguyễn Bình Yên mà lại cứ thích đi quậy banh chành lên là sao nhỉ? Nghe cô nói thần kinh cô không bình thường rồi. Dây thần kinh không thể đo bằng mắt, nhất lại là từ cái mắt kém sang. Hơn thế nữa, cần phải thêm trình độ. 7 năm trời mày đích ở y khoa, bạn có chắc bạn đã học xong tiểu học? Lấy trình gì mà đòi thẩm định thần kinh? Ôi trời ơi, nghe thôi mà biết thần kinh rồi. Tiếp, KSSL, bà này kỳ kỳ. Kỳ ở chỗ sao bà ta giỏi thế, cũng là người sao lại giỏi hơn mình? Lẽ nào mình chỉ là đồ súc vật nên mới thấy không kỳ giống bà ta? Mình khác người ta xong kêu người ta kỳ. Khi mà mình khác người ta là mình kỳ chứ không phải người ta kỳ, hiểu không? Tiếp. Duyên đổ. Bà này bị có vấn đề. Vấn đề là sao bà nói quá hay, ai vào nghe cũng đều thấy tâm đắc. Đúng chân lý, đúng tình người thuyết phục. Ai như bạn lại bị đổ mất duyên. Có nhiều duyên đổ mẹ hết rồi. Tức là vô duyên đó. Vậy mà còn không biết nữa. Tiếp. Ngọc Thảo xàm. Còn tự à? Cứ xàm đi, nếu không hại chết ai mà thậm chí mang niềm vui cho người khác, còn hơn bạn mang tiếng tên là Thảo mà ích kỷ hẹp hòi ngược với cái tên. Có biết tên Thảo nghĩa là gì không? Một cái Thảo giống như một đứa bé đó, đứng nó ăn cái mình lại mình xin nó đó, cái nó cho mình á, xong mình khen nó là ô con ngoan quá, con Thảo quá đó. Thảo tức là không ích kỷ, không sân si đó. Thảo là không có tham lam á, hiểu không? Thảo, tên Thảo. Mà đi hẹp hòi ích kỷ. Tiếp. Nguyễn Thị Hương, con khùng. Khùng mà vui với hạnh phúc tràn đầy,
Tỉnh như bạn thấy có bực tức không? Nick con Hương đích thị là nhà Thọ, chứ còn ai đội lốt vào đây? Dù con Hương có cầm thêm quả thị, vẫn thui rùm ai cũng muốn tranh xa. Ôi trời ơi, tạo nhiều nick cho cố vô cũng phải giữ nguyên cái Hương hả? Tên Hương mà cũng thúi mắt luôn á. Hương cái gì? Tiếp. Nguyễn Minh Nguyệt. Quá bẩn con điên ạ. Ha. Tôi mà bẩn có lẽ nào bạn sạch. Nhìn cái câu bạn viết đã bẩn rồi. Không những thế, cái tên bạn càng bẩn. Nguyệt là thứ dơ giấy của đàn bà. Cuộc đời bạn có chỗ nào sạch sẽ, nên làm sao biết được sạch là gì? Trời ơi, cái tên nhơ nhớp suốt đời luôn mà còn không biết. Đi chửi người ta bẩn. Mày muốn tao giải thích không? Tao giải thích xong mày ói cái tên mày luôn á. Tiếp. Lê Thị Lệ. Rồi hôm nay mày còn thích nữa không? À, con điên ăn bã của Hoa Bờ Cờ. Thế thì bạn đã ăn bã của ai? Sao cũng cắn như điên như dại. Tôi ăn bã mà tôi trông thông thai, đâu như bạn ăn phải bã cho điên. Chửi người ta điên, mình còn đi vô mình cắn bừa mà mình không nhận mình điên. Mấy cái con khùng này mắc cười quá đi. Tiếp. Thái Lệ. Con này khùng miệng giống Hoa Bờ Cờ. Muốn bình luận thì cũng phải đi học. Không biết chữ không bình luận được đâu. Học lõm được mỗi hai chữ điên khùng, nên đi đâu cũng vác ra bình luận. Miệng bồn cầu mà phúng thơ nhã chữ, miệng của bạn chắc chỉ nhã được phân. Chứ nếu không sao từ nào cũng thui hoắc. Chửi cho cố vô. Tự chửi bản thân mình luôn. Mở miệng ra nói cái chữ bồn cầu là thấy bẩn rồi. Ôi trời ơi. Tiếp. Trần Quang Huy. Chị ơi, chị uống thuốc thần kinh đi. À, mặt chị đẹp mà sao chị bị thần kinh, chị giống con điên ha. Cảm ơn em đã quá khen nha. Lần đầu tiên có người khen chị đẹp, nhất lại đến từ một đứa con trai. Và chị đang sướng như điên như dại, nên ngu gì chị lại đi uống thuốc để mất đi cái cảm giác này. Cảm ơn nha, khen chị đẹp. Dù sao cũng là khen, ok. Tiếp. Vẫn nó Trần Quang Huy. Nhìn mặt thì đẹp mà bị khùng. Vẫn là em lại khen chị đẹp. Chưa ai khen chị đẹp đến hai lần. Có lẽ là chắc em mê chị lắm, nên khen hoài không chán sao em. Trời ơi, được khen sướng quá. Chưa ai khen tôi đẹp bao giờ, nay có người khen đẹp. Ý tôi là chưa có ai ghét mà khen tôi đẹp. Người thích khen mình đẹp thì có, nhưng mà cái người mà ghét mình mà còn khen mình đẹp chưa thấy. Lần đầu tiên á, trời ơi, sướng thì chết luôn. Ôi trời ơi, đau bụng quá. Tiếp. Khanh Nguyễn. Chưa nói mà cười chưa đi đã chạy, thật khó chịu ghê khi nghe giọng chị cười hô hố những lời chị phân tích. Có gì hài hước đâu mà cười. Người xem không hiểu chị cười hô hố về chuyện gì, giống như điên như khùng khùng. Bạn bảo tôi chưa nói đã cười. Thế sao bạn chưa nghe đã chửi? Sao bạn biết là tôi chưa nói? Tôi nói rồi, bạn có chịu nghe đâu. Bạn có xem mấy clip tôi nói chưa? Nếu chưa xem thì làm sao hiểu được? Còn xem rồi thì tôi bảo đảm.
Ở clip này bạn sẽ cười hơn tôi. Mấy cái đứa mà khùng khùng đó, nó nhảy vô nó chụp ngay cái clip mà tôi ngồi tôi cười ngặt nghèo. Xong nó thấy tôi cười hoài, nó không thấy tôi nói cái gì, mà mấy giây đầu nó tức á. Cái nó bực quá nó chửi. Rồi trong khi đó không hiểu là tại sao người ta cười. Ôi, trời ơi, mắc cười quá đi, thấy người ta cười mà tức. Tiếp, bé Phạm khùng lâu dài tự nói tự cười. Em còn bé thì phải lo học hành, đừng xài mạng sớm quá nghe em. Vì mạng là con dao hai lưỡi, còn bé mà xem rất dễ hư thân. Ráng chỉnh chu chăm chỉ học hành, lớn lên xí rồi xài vẫn chưa muộn nha em. Còn nhỏ mà bon chen đi lên dạy đời mà còn mang cái chữ bé, tức là nhỏ rồi đó. Dù có 70 tuổi ai biểu để tên bé làm chi, người ta vẫn gọi mình là bé, biết không? Tiếp, Gia Phạm cười đâu nờ thấy. Ô, nờ này chắc chữ nọ, tôi mới học được chữ nọ cho nên tôi đoán vô nha. Cười đâu nọ thấy mà thấy chị cười như bị điên luôn rồi. Tôi cũng biết người này miền nào luôn á. Mới học được chữ nọ nè. Ôi trời ơi, muốn cười được thì trước tiên phải hiểu để biết được người ta nói cái gì, mà muốn hiểu thì cần phải có não. Em không có não mà đòi hiểu cái gì? Em nọ có não mà đòi hiểu cái gì? Chị trả lại cái từ nọ của em luôn á. Trời ơi, đau bụng quá. Tiếp, Đông Phạm. Thằng này nham nhở bình luận vô duyên tự cười hô hô không giống ai, đích thị nó là lũ bè lũ hoa bờ cờ. Cộng đồng mạng cần vạch mặt tên tào lao này. Mắt bị cận mấy độ vậy em? Khám mắt đi, kẻo lại bị khiếm thị. Đến người mù họ còn phân biệt được thằng hay con mà chả cần phải nhìn. Trời ơi, đi vô nó gọi thằng này, nó gọi tôi là thằng này. Trời ơi, cười nhức ruột luôn, cười rụng rúng luôn. Mắc cười quá đi. Tiếp, Hân Phạm. Đúng rồi, nếu thọ không có tiền thì hoa bờ cờ nó yêu cái gì? Không biết bạn cười cái gì nhưng cách bạn nói chuyện tôi nghe thấy phát ớn quá, không thể xem tiếp clip. Không xem tiếp nên mới không hiểu đó. Đã không hiểu thì nói có đúng đâu. Muốn nói gì thì cần phải xem tiếp. Không xem tiếp thì càng không cần nói. Cái thứ không coi cái thích phán. Có nghe đâu mà hiểu. Trời ơi, tiếp Thúy Phạm. Lãng nhách đưa tin bắt chước lực tàn không giống ai. Ngộ à ha. Tôi tưởng bạn là phe của lực tàn nên mới chui vào chửi tôi lãng nhách. Nhưng có vẻ bạn cũng không ưa lực tàn, vậy mà bạn lại chửi cả tôi luôn. Bạn có đuôi không mà không phân biệt được tôi và lực tàn là hai phe đối lập nhau. Cuối cùng mày ở bên nào? Cuối cùng mày ủng hộ bên nào, mày thích bên nào? Trời ơi, đi phe của mình hay phe địch phe ta cũng không biết nữa. Tiếp, Phụng Vi. Con mẹ này không bình thường. Mẹ đặt cho con cái tên là Phụng, ý là để con phụng dưỡng mẹ cha, chứ không phải con vác cái tên con ra ngoài đường cho người ta chửi cha, chửi mẹ. Mày gọi mẹ là mẹ mà thì mẹ xưng mẹ với mày đó. Được không? Tiếp, Dương Ngọc Anh. Nghe như con điên nói. Điên biết nói là con điên siêu đỉnh.
tĩnh như bạn mà không nói được một câu. Ngoài chữ điên có nói được gì khác đâu. Vậy thà chọn điên chứ đâu cần phải tĩnh. Trời ơi, để ý đi, mấy đứa nó vô đây nó chửi nó không có nói gì ngoài từ điên hết trơn á. Điên khùng thôi à, đâu nói được gì đâu. Tôi nói rồi, mấy cái đứa nào mà nó đi chửi chửi gì nè, nó không có trình độ. Nó đâu có trình độ gì đâu mà để nó đánh giá, thẩm định những cái mình nói, những giá trị của mình nói. Cho nên á, là phải chọc cho nó tức ngược lại, hiểu không? Nó chửi mình không được tức, mình phải chọc cho nó tức ngược lại. Cho nó gậy ông, đập lưng ông, cho nó chết bà nó đi. Khi nó tức rồi, nó tự lăn ra, nó chết, cái xã hội mất đi một thành phần bất hảo. Mà không cần phải dùng đến thuốc tử hình.